Gần đây, thông tin Suni Hạ Linh tiếp nối Chibu trở thành đại diện Việt Nam tham gia đạp gió 2024 đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Suni Hạ Linh tên thật là Ngô Đặng Thu Giang, là một ca sĩ vũ công chuyên nghiệp sở hữu nhiều bài hit Em Đã Biết, Không Sao Mà, Em Đây Rồi Cứ Chiêu Thôi. Suni Hạ Linh còn gây ấn tượng với khán giả bởi gương mặt xinh đẹp, biểu cảm đa dạng từ đáng yêu đến sự sexy quyến rũ. Cô nàng có thể thay đổi nhiều phong cách khác nhau, bởi thế dù thực hiện bất kỳ concert nào, nữ ca sĩ cũng được nhiều khán giả dành lời khen ngợi, đặc biệt ngày càng có nhiều bạn trẻ biết đến và hâm mộ Hạ Linh. Suni Hạ Linh tên thật là Ngô Đặng Thu Giang, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1990, thường được biết đến với nghệ danh là Suni Hạ Linh, là một ca sĩ, nhà sản xuất thu âm, kiêm vũ công người Việt Nam. Suni Hạ Linh sinh ra trong một gia đình có bố mẹ và chị đều làm nghệ thuật. Hơn ai hết, bố mẹ Suni Hạ Linh đã thấu hiểu được những cực khổ của công việc đặc thù này. Nên dù có học múa từ nhỏ nhưng khi lớn lên, Suni Hạ Linh đã được bố mẹ cho hướng đi một con đường an toàn hơn, đầu tư cho cô du học nước ngoài với ngành tài chính. Cô tốt nghiệp ngành cử nhân tài chính tiền tệ tại Đại học Victoria ở New Zealand, biết được 3 ngoại ngữ Anh, Hàn, Trung. Sau khi tốt nghiệp, Suni Hạ Linh trở thành nhân viên ngân hàng theo đúng nguyện vọng của bố mẹ. Nhưng sau một thời gian làm công việc ổn định này, Suni Hạ Linh đã quyết tâm quay trở về Việt Nam và theo đuổi con đường sự nghiệp ca hát. Suni Hạ Linh hoạt động nghệ thuật từ khá sớm. Cô luôn cố gắng và phấn đấu hết mình vì đam mê âm nhạc của mình. Năm 2008, Suni Hạ Linh tham gia cuộc thi tiếng hát bằng tiếng Anh do Trung tâm Anh ngữ tổ chức. Cô đã giành chiến thắng giải quán quân. Sau thời gian dài dừng tham gia các hoạt động để học thanh nhạc và trau dồi kinh nghiệm vào tháng 9 năm 2012, thì cô đã tham gia chương trình tuyển chọn K-pop Star Hun Season 2 tại Việt Nam và đạt giải Á quân. Suni Hạ Linh cùng với quán quân đại diện cho Việt Nam tham gia chung kết tại Hàn Quốc. Đây là bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp ca hát của cô. Nhưng sang đến năm 2014 thì Suni Hạ Linh đã tham gia cuộc thi Ngôi Sao Việt cùng với dàn thí sinh quen thuộc như Thúy Vi, Lee Kim Khương, Sobi Hoàng Sơn. Mặc dù dừng chân ở top 3, nhưng cô đã để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả. Ngay sau đó, đến năm 2015, thì Suni Hạ Linh cùng với Mia, Loki Bảo Long, Sobin Hoàng Sơn là những gương mặt đại diện cho Việt Nam tham gia chương trình Chinh Phục Ước Mơ. Dù không để lại nhiều ấn tượng khi tham gia chương trình, nhưng qua đây có thể thấy được lòng đam mê và nhiệt huyết của nữ ca sĩ. Sau một thời gian dài hoạt động, cô đã thay đổi hình ảnh với phong cách hoàn toàn mới mẻ và cái tên Suni Hạ Linh đã thay thế cho tên Thu Giang, một nghệ danh mới phù hợp với phong cách cũng như màu sắc âm nhạc của cô. Ngay sau khi thừa thắng xông lên, Suni cùng với Phạm Hồng Phước kết hợp với nhau trong ca khúc Cảm ơn người đã rời xa tôi. Ngay sau khi phát hành, bài hát đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ. Đến cuối năm 2015, cô nàng 9X kết hợp với Jun Đặng Dũng tung ra sản phẩm âm nhạc Chẳng Thể Là Ai Khác với giai điệu sôi động và mới mẻ. MV mới của cặp đôi có style, thời trang chất lừ cùng với tạo hình ngọt ngào. Vào đến tháng 3 năm 2016 thì Suni Hạ Linh đã phát hành đĩa đơn đầu tiên Em Đã Biết dưới sự quản lý của công ty Dream Entertainment. Đây là bài hát đã giúp cho tên tuổi của cô trở nên nổi tiếng và đưa cô đến gần hơn với khán giả. Từ đây hình ảnh cô gái với phong cách Hàn Quốc bắt đầu được khán giả chú ý nhiều hơn. Sang năm 2018, cô chính thức trở thành ca sĩ hoạt động độc lập, không đứng dưới bất kỳ công ty giải trí nào. Đến tháng 8 năm 2018, Suni Hạ Linh cho ra mắt MV Thích Rồi Đấy với hình ảnh ngọt ngào dễ thương để đánh dấu sự trở lại của mình. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Khắc Hưng, mang giai điệu đáng yêu và màu sắc vui tươi. Đến tháng 7 năm 2019, Suni Hạ Linh đã cho ra mắt MV Không Sao Mà Em Đây Rồi. Sau một thời gian chuẩn bị, đây là sản phẩm đánh dấu sự trưởng thành của cô trong âm nhạc và hình ảnh. Một bản nhạc tạo nhiều điểm ấn tượng từ khung hình đến giọng ca đầy ngọt ngào của Suni Hạ Linh. Đến năm 2020, Suni Hạ Linh kết hợp với Chiller trong MV Cứ Chiêu Thôi. Ca khúc được nhiều chuyên gia nhận xét là một sự trưởng thành ngoạn mục của cô trên con đường phát triển âm nhạc. Và tiếp những năm sau đó, cô không ngừng cống hiến cho nền âm nhạc với nhiều bản nhạc mang đặc trưng màu sắc âm nhạc của mình đến với khán giả. Năm 2024, Suni Hạ Linh đại diện cho Việt Nam tại chương trình truyền hình thực tế Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng của Đài Hồ Nam Trung Quốc. Qua chương trình này, cô đã hiểu thế nào là áp lực của dư luận. Không có sự chuyển mình nào là dễ dàng và được chấp nhận ngay từ đầu. Tôi đủ trưởng thành để phân biệt những bình luận mang tính xây dựng và những bình luận xuất phát từ những vấn đề của chính chủ nhân của chúng, Suni chia sẻ. Kết thúc Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Suni Hạ Linh nhận được 2 giải thưởng dành cho tiết mục xuất sắc nhất mùa giải với ca khúc Nobody và Tinh Vệ. Tuy cô không có tên trong danh sách thành đoàn, hiện tại nữ ca sĩ ấp ủ dự định phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc.
Chia sẻ về giai đoạn khủng hoảng nhất trong âm nhạc, Suni Hạ Linh cho biết đó là giai đoạn tách khỏi công ty quản lý cũ và bắt đầu suy nghĩ không biết mình có thể tiếp tục công việc này được hay không. Bố của Suni Hạ Linh: nếu con bỏ ca hát, tôi sẵn sàng bán hết tài sản cho con. Bố của Suni chia sẻ: tôi có hai cô con gái lớn thì thích múa từ nhỏ, có thể múa cả ngày, tự nghĩ động tác, tự tập luyện. Con gái út Suni Hạ Linh lúc nhỏ lại không thích múa, không thích hát, không thích đàn. Từ trước khi Suni Hạ Linh chào đời, cô: tôi có mua chiếc đàn piano tặng cho con. Thời đó ở Hà Nội không có nhiều người có chiếc đàn này. Thực ra khi ấy con còn nhỏ, tôi chỉ muốn con làm quen với môi trường nghệ thuật, cho tâm hồn phong phú thêm, chứ không hề nghĩ nhiều về nghề nghiệp tương lai của con. Thời đó vợ chồng tôi mời nhiều thầy cô giáo giỏi đến dạy, nhưng con không chịu học, học đánh đàn rất khó, tay con không lướt theo phím được. 5 tuổi con đã tuyên bố thích con học văn hóa giỏi hay nghệ thuật giỏi, bố chọn một thôi. Tất nhiên tôi nói con hãy tập trung học văn hóa, còn tôi phải bán cây đàn piano đi. Nếu ngay ngày mai con bỏ nghề, tôi hoan hô ngay. Thậm chí nếu con chịu bỏ nghề hát, tôi sẵn sàng bán hết tài sản, giao cho con kiếm việc khác mà làm. Tôi và vợ già rồi chỉ muốn con làm công việc bình thường, thay vì làm người nổi tiếng. Ngày xưa tôi đoạt nhiều huân chương, bằng khen, giải thưởng quốc gia, những thứ người ta không có được thì tôi có. Nhưng đổi lại làm nghệ thuật, tôi không có thời gian chăm sóc cho gia đình. Mọi chương trình lễ hội tôi đều tham gia, nên phải đi suốt. Còn vợ con có được hưởng gì đâu, tôi chỉ lo về mặt kinh tế cho gia đình thôi. Người ta thường nói say lúa thì không ẵm được em. Trước đây con gái từng nghe theo gia đình đi làm nhân viên ngân hàng, nhưng cảm thấy không phù hợp. Có những lúc tôi đi cấp cứu một mình không có con ở nhà. Nếu con vẫn làm một nhân viên ngân hàng, thì lúc 1 giờ sáng tôi sẽ có con ở bên cạnh mình. Nói thế thôi chứ tôi biết Suni Hạ Linh sẽ không bỏ nghề đâu. Sau chung kết Đạp Gió, tôi khuyên con, nếu con yêu nghề thì hãy cố gắng. Tôi nhắn tin cho con rằng làm nghệ thuật mà làm đẹp hay làm chưa đủ, mà phải làm những gì độc đáo, những điều người ta không làm được thì mới có ý nghĩa. Đừng ngại thử sức, thay đổi được mình mới là cái khó. Gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam vô cùng bức xúc trước một bài đăng của nữ ca sĩ Suni Hạ Linh. Cụ thể, sau khi tham gia chương trình âm nhạc tại Trung Quốc, Suni Hạ Linh đã chia sẻ ảnh chụp bảng theo dõi tiến độ dự án album của mình trên Instagram và Weibo. Bài đăng của nữ ca sĩ gây nhiều tranh cãi vì thời điểm cả Việt Nam đang có tin buồn. Hành động của Suni Hạ Linh đã khiến cộng đồng mạng cùng tức giận, thậm chí một số cư dân mạng Trung Quốc còn tràn vào trang Facebook cá nhân của Suni Hạ Linh để chỉ trích nữ ca sĩ vì cách hành xử không tinh tế. Chiều ngày 27 tháng 7, ca sĩ Suni Hạ Linh đã chính thức có lời xin lỗi trên trang cá nhân sau khi gặp nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Cô viết: tôi xin lỗi vì những thông tin đến từ tôi đã gây phiền lòng cho mọi người trong những ngày qua. Vào ngày 21 tháng 7, tôi có chụp lại màn hình máy tính, bản theo dõi tiến độ dự án của album mình đang thực hiện và chia sẻ lên kênh thông báo trên Instagram và Weibo. Là một nghệ sĩ và trên hết là một công dân Việt Nam, tôi cảm thấy bản thân rất có lỗi khi đã hoàn toàn thiếu đi sự nhạy cảm khi chia sẻ về công việc cá nhân và thời điểm chưa phù hợp. Một lần nữa tôi xin chân thành xin lỗi vì hành động của mình và sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai. Tôi luôn biết ơn vì những bài học và trải nghiệm quý giá để mình trưởng thành hơn từng ngày.